Rồi, chào cả nhà nha. Nhân hôm nay gặp cả nhà trong một video tiếp theo. Và cái video này là buổi học đầu tiên của một học viên học trên xe số sàn của mình. Thì trong video này, Nhân sẽ hướng dẫn tất cả những chi tiết trên xe, từ cái cơ bản đến cái khi thao tác, khi di chuyển ngoài đường. Hai mình thường gọi một số vấn đề đó là số nóng, số nguội á. Thao tác đánh vô lăng nè, đạp con nhả con nè, vào số nè, di chuyển chân như nào cho hợp lý nè, cắt số nè, thay đổi nè ha. Rồi thì bây giờ Nhân đang đến khu vực để chờ anh học viên tới. Thì chắc anh học viên cũng gần tới rồi. Thì bây giờ cả nhà mình ha, cùng theo Nhân để mình tìm hiểu những cái vấn đề cần lưu ý ở buổi học đầu tiên của mình là gì nha. Ngày hôm nay là học trên xe số sàn nha. Cả nhà mình xem anh này chết máy bao nhiêu lần, nhớ đếm nha, cả nhà mình nhớ đếm và để dưới bình luận giúp em. Dạ. Rồi anh chạy chạy bình thường thôi. Rồi, phanh chân, phanh tay anh. Đây, nhìn thấy nè. Trước khi đi là mình phải nhìn thấy trên bảng đồng hồ tiếp lô này ha, chữ B nè, phanh tay nè. Rồi hạ phanh tay xuống, đạp phanh chân hạ phanh tay nha. Rồi, giờ số 1. Dạ con từ từ lên, xin trái. Xin trái. Xin trái, rồi bỏ con chậm đó. Khi nào xe đi là dừng con đó nha. Rồi bỏ lên. Khi nào xe nó nhóm đi là anh dừng con đó. Dừng lại khoảng 2-3 giây rồi đó. Bắt đầu là mình mới đi tiếp, mới nhả hết con tiếp. Rồi dừng con đó. Rồi cho xe đi khoảng 1-2 mét đi. Rồi nhả hết con đó. Rồi ra lên đó. Còn sao có xe nè. Ra đó. Đạp con có ga đạp con vô rồi. Vườn chịu cột nha. Nhớ là khi là khởi động nè, khởi hành nè, bắt đầu đề máy lên nè, vào số nè, thay đổi số trong quá trình di chuyển hoặc là dừng chuyển động, anh phải đạp hết ly hợp con, cứ đạp thẳng xuống cứng con thôi, ghé phải anh xin nha. Đúng rồi. Rồi về tới ngã tư, ngã ba, ngã tư nơi giao nhau thì chuyển về chân thắng nè. Rồi cắt con vô. Rồi nhả con chậm lên. Rồi nhả con lên đi. Khi nào xe qua thẳng trả lái lại ra lại. Đó, cứ đi an toàn bình thường vậy là được rồi. Rồi bỏ ga, đập con vô. Rồi số 3. Rồi về không trước rồi hả, lên số 3. Đi theo đường vuông góc nha. Rồi anh cứ giữ thẳng nha. Đường thẳng cứ mình đi thẳng thôi. Canh nửa đường nha. Nếu mà đường không có vạch tim đường như thế này anh cứ canh nửa đường. Rồi ga lên, ga đều lên nè. Mình điểm ga là mình giữ đó nha. Mình không buông ga lại. Rồi tới ngã tư đường buông nha. Về chiều của mình nè, đi chiều người ta đó. Rồi bên phải xin nhanh về số 2 lại nè. Xin nhanh anh. Đạp hết con vào số 2. Xin nhanh đâu. Bỏ con lên đi. Bỏ hết con lên đi. Xin nhanh về số. Rồi anh lái từ từ rồi đẹp. Ờ, sẽ đưa anh phải anh tí. Rồi, em phải rồi. Rồi, chân chuyển về nè. Rồi, chuyển về phải. Rồi, bên phải có xe không? Rồi, không. Rồi, từ từ chạy lái. Chạy lái giữ đăng, giữ vô lăng lại. Rồi, khi nào đầu xe thẳng. Ra lên. Rồi cái đi chậm bình thường gì. Mình không vượt được, không vượt được đây. Đằng trước có xe ngược chiều nè, mình không vượt được nữa ha. Rồi.
định nó mà. Nhưng mà khi mình vượt ra thì mình chắc chắn mình có thể là hôm nay đi ra mình sẽ lắng nha. Vượt khi nào đảm bảo an toàn mình mới vượt được. Đó là đi thẳng dưới kia luôn. Rồi bám sát vào vạch tim đường. Đi thôi. Rồi số 3, số 5 rồi, để thẳng anh thôi. Bỏ ghé, bỏ ghé làm có. Số mà ra làm gì? Muốn vào muốn đạp con và ga, hai ông này là tỷ lệ nghịch với nhau nha. Con và ga là tỷ lệ nghịch. Khi muốn đạp con thì phải nhả chân ga, khi muốn đạp ga phải nhả hết con nha. Rồi ga hết đường đang trống mà. Rồi xin phải luôn. Vẹo vô cái đường có biển báo á, cấm tải á. Rồi, về số 2 lại. Đặt con. Đặt con. Về không. Về không chứ. Kéo số đi về. Nhớ là khi vào số á, khi thay đổi số á. Vậy là số mấy rồi? Số 2. Đi đâu cũng phải về nhà. Anh nhớ chưa? Đi đâu phải về số 0 chứ. Thì biết rồi, nó lộn. Lo cái tay lái như lo cái tay ga, nó lộn. Về tới ngã tư bỏ chân ga ra và chân thắng. Rồi, kìm con lại. Anh lấy từ nè. Cái tay không di chuyển. Đặt rồi cái tay đừng có di chuyển. Đó, anh cứ trả vô lăng bình thường thôi. Cái tay đừng có vô di chuyển theo vô lăng. Mình phải tập xuống cái đó nữa. Cái tay đừng có di chuyển cố định hai vị trí đó cho em. Cứ đánh đi, cái tay đừng nhúc nhích theo. Đó, ừ anh đánh vậy thôi. Nói anh kìm vậy thôi. Quen à. Để im cũng được. Phải để im mới được, chứ anh nhích nhích theo là không được đâu. Rồi xin phải luôn rồi. Rồi xách vô bấm. Quan sát gương phải nè. Dễ bên nào quan sát gương. Cái tay đừng có di chuyển. Cái tay anh đừng có di chuyển. Đó là bỏ cái tay nào chéo bỏ ra đi. Sao cái tay nào chéo là anh cứ bỏ ra. Vướng là anh cứ bỏ cái tay kia ra. Dùng cái tay không vướng để mình đánh nha. Đánh qua phải dùng lực tay trái. Đánh qua trái thì dùng lực tay phải. Đó, anh nhớ cái đánh vô lăng gì là được. Rồi, đi thẳng luôn. Dư thì mình trả lại, thiếu đánh thêm. Rồi, đi thẳng luôn. Rồi, đặt số 3. Về không trước nè, để thẳng lên rồi số 3. Đừng bấu vô, cứ để bình thường thôi. Cái tay anh cố định, anh đừng nhúc nhích cái tay, anh đừng có trượt cái tay đi. Mình đánh vô lăng nè, cái vô lăng nó đi di chuyển thôi. Khi mình đi ra đường mình đánh vô lăng á, là cái vô lăng nó đi di chuyển rồi. Chứ không phải mình đứng một chỗ mình đánh nữa. Nên là cái tay mình không trượt đi, tay mình dính nó luôn. Tưởng tượng có băng keo dính lại một tí thôi. Đó. Khi nào nó vướng á, anh nó bỏ ra. Đó, về thấy không? Rồi, xin phải á, dạ phải. Rồi, về số. Về số 2 chứ, số 0, số đi. Anh về 0 sao anh cứ về số 2 lại. Đó cái tay lại di chuyển nữa. Cái tay vẫn di chuyển, trời không được rồi. Cái tay anh đừng di chuyển. Cái tay anh cố định nó đi. Giờ anh đánh vô lăng nè. Đừng kéo cái tay theo. Anh đánh vô lăng, anh đánh lên. Nè chút xíu là tới rồi phải nè. Anh cứ để vô lăng, cứ để cái tay trên vô lăng vậy đấy. Ờ, dạ phải. Tay nào vướng mình bỏ ra thôi chứ không di chuyển. Ha, tập không di chuyển. Rồi. Chưa đánh. Từ từ đánh. Rồi đó,
Rồi. Đó, vướng anh bỏ ra. Đó, trả lại. Đó, anh đâu cần di chuyển để làm gì đâu. Đừng có nhớ đến xà lan nữa. Ở dưới cái vòng nó rất là nhiều, dưới hai đánh rất là nặng. Nên là vừa đánh một chút xíu là mình phải di chuyển để mình kéo cái này đi rồi. Còn cái này đánh cực kỳ nhẹ, cái vòng của nó chỉ một vòng rưỡi là hết vô lăng rồi. Mà khi di chuyển á, đa số đánh một vòng là cao nhất rồi. Cái tay đừng tập di chuyển. Di chuyển một hồi là nó gối liền thôi. Rồi đắm sách lên được. Bên kia nó có vượt thì xe kia sẽ vượt. Rồi ra phải anh. Ra phải tới đây. Xin nhắn. Mặt đấy. Rồi quan sát luôn phải nè. Từ từ lấy cái đầu vào. Từ từ anh đánh vô lăng, từ từ nhẹ nhẹ vào. Rồi. Khi qua nè là anh phải bám sát vào tim đường liền. Trả lại từ lại. Đó. Đó, anh trả lại từ từ thôi. Tự anh trả lại tự động nó sẽ tắt. Không cần phải tắt nha. Trả lại là xe anh tự động tắt à? Hơn nửa phòng lái thì xe anh tự động tắt. Như này thì nó thầy bên thầy tự tắt không? Đâu, mình đâu thấy đâu, mình đã giờ mình đâu can thiệp gì đâu. Mình nhắm mình ngồi lên cho vui thôi à. Rồi lấy đầu xuống ngang. Đi ô tô bám sát vào giải phân cách nha, tìm đường, cháu bám sát vào lề đường. Rồi quay đầu nè. Xin trái rồi. Bỏ ngang nha, không ở gần quốc vua. Cứ đi bình thường lên. Vai lọt qua khỏi đánh hết lá dừng thôi. Không di chuyển cái tay. Dùng tay kia để đánh. Rồi xe thẳng mới ra nha. Tay đánh còn xấu quá. Cái tay còn bị vướng. Từ đi, nhiều khi buông ra chạy tay cũng chừng nữa. Chưa được đâu, tay chưa được đâu. Đâu có chạy tay em buông ra nhưng mà cái chụp cái lăng nó lẹ. Rồi quay đầu tiếp tục. Quay đầu khi nào mà khi quay qua, khi mà trả lái lại xe nó thẳng luôn. Nó không bị dạt bên trái hoặc không dạt bên phải thì lúc đó mình mới ok. Là nó không giật phải không? Đúng rồi. Đó mình mới cảm nhận được cái đầu xe của mình. Rồi xin trái. Con lương hay chướng ngại vật gì đó thì cứ vai cứ qua khỏi đi hay đánh lái. Đây nè, để nè. Anh lái bình thường thôi. Rồi có xe kìm con gà phanh lại. Gà phanh lại. Rồi cho đi trước đi, cho đi trước đi. Đó, về số 1 lại. Xe đứng yên về số 1 lại rồi nhả con chậm lại. Hết lái luôn. Hết lái luôn. Đánh hết lái đi, cứng vô lăng thôi. Đúng rồi. Dạ, con chậm thôi. Rồi, em trả lái lại. Nhanh lên. Nè, đầu xe vẫn còn giật ga đúng không? Là chưa được, phải làm lại. Khi nào anh trả lái, đầu xe nó thẳng luôn á. Rồi từ từ anh lấy ra, chứ không có giật ga một lượt một luôn. Rồi, xuống ra. Vô xe nhẹ nhàng tới. Rồi, xin qua phải nhường đường cho người ta đi đi. Rồi ra là từ từ đánh ra không gấp. Xin lên trái luôn. Rồi đi tới. Không tính nó phải làm gì, mình quay đâu mà quay đâu, mở rộng ra không đi. Cần mở rộng xe máy đi vô đây sao quay được. Đi như vậy là ok rồi, cứ đánh hết lái là anh quay kịp nha. Đường hai làn cho nên là anh quay kịp hết, chỉ khi nào mà đường hẹp á đó anh thấy không, anh mới mở rộng góc cua ra để anh quay đầu thôi, đó là đường hẹp thôi, còn mỗi bên hai làn thì cứ quay thoải mái. Xe con mình chiều dài hơn 4 mét, bán kính vòng quay khoảng 5-6 mét là đủ rồi. Đừng kính dùng rồi. Rồi tiếp tục quay đầu tiếp. Để khi nào nhuần nhuyễn vậy thôi. Không mở rộng ra. Cứ đi bình thường tới thôi. Đâu cần thiết phải mở rộng lên. Cứ đi bình thường tới thôi. Từ từ. Chưa mà. Bay ngang đi hả đánh.
ngáp ngáp gì đó. Rồi con chạy bên nè, trả lại đó. Khi mà trả lại quan sát là bên trái đó nha, có xe đi bên trái hay không đó. Rồi gác đó đi đó, đó. Anh đánh cái tay vô lăng nó dễ hơn anh di chuyển không. Khi mình quay đầu đó mình cần lượng lái nhiều quá, trả lái nhanh nữa đường di chuyển tay. Rồi ra phải luôn. Không, bây giờ gãy trái. Gãy trái đi. Có xe, có xe. Gãy trái đi, cứ gãy trái đi. Có xe. Xe kể nó quá, mình chạy ngoài đường chắc chắn phải có xe rồi chứ. Gãy trái, cúi đầu hả? Rồi. Rồi trả lại. Đó, khi nào xe nó thẳng lên là ok. Thấy không? Thôi gãy trái nha. Đi. Thôi trên kia anh gỡ phải đi. Trên kia anh gỡ phải. Thôi gỡ lên. Rồi xin đi nha, là bám sát vào tim được. Rồi xin phải nha. Rẽ bên nào quan sát gương mình nó. Liếc mắt qua thôi nha, chứ không phải là quay qua nhìn luôn nha. Từ quá rồi. Rồi ra tới đây nè, nhìn lại bên trái thử có xe hay không. Rồi anh lái ra. Rồi, từ trả từ từ nói không. Khi trả lái là phải trả từ từ chứ đừng có giật lái một lần một luôn. Trả khi nào mà mình cái vô lăng của mình thẳng lái á thì đầu xe của mình cũng thẳng luôn. Rồi tiếp tục đi đến kia, anh rẽ ra con đường mà xe trắng anh ra. Đó đó, xe máy đang ghé. Ghé đó, đường trống mà. Đường nãy vậy. Đúng rồi. Đường có cái tấm bảng cấm tải đó. Đúng rồi. Đây nó ghi cấm tải là 2 tấn rưỡi, đây cấm tải trọng, đây là cấm tải trọng 2 trọng tải đây. Nè, anh nhìn nè. Ông xe hơi nãy đi cái đường với Linh, ông cũng bị gió vô. Rồi nhìn nè, đây. Rồi lái qua, bám sát vào tim đường nha. Rồi anh vừa quẹo qua là bám sát vào tim đường nha. Rồi ra lại. Khi xe thẳng lại ra lại. Khi anh bám sát vào tim đường nè, là mỗi ông một bên. Cứ chạy đi, đó, thấy không? Là mỗi ông một bên. Không. Đây là tim đường mà. Chắc chắn là khi mà nó đi đúng, nhưng mà con cái mình né nó đi cái này, nhường nó cái này cho nó chắc. Cứ đi đi, nó tự lấy cái đầu vô, giờ phải. Nó tự lấy cái đầu vô để nó trả lại phần đường cho mình chứ. Thì biết rồi, nhưng mà nhiều khi hơi chắc cú vậy đi. Muốn né thì phải nhìn bên phải nè, coi có xe máy hay không nè. Trường hợp đó mình lỡ né nó đúng không? Vô đây va thằng xe máy, mình là mình chịu. Nha. Yeah. Chứ không phải là kêu nó là nó chịu đâu nha. Mình cứ đi bình thường, phần đường của mình cứ đi. Trong trường hợp chẳng hạn như ở bên chiều của nó có chướng ngại vật á, thì mình lách vô một tí, mình nhường cho nó chạy thẳng luôn. Tay đừng di chuyển. Em nói cái tay đừng di chuyển. Tới khi cần vô lăng đó phải di chuyển thì đó, đi thẳng luôn, thẳng. Qua luôn anh, qua đi. Bỏ con đó, bỏ con chậm đó. Đó, cứ đi con chậm như thế, đi con hai nắc chưa. Từ từ nhét nhét nữa, từ từ vô. Anh lên tầm khoảng là 40-50% cho xe di chuyển đi, rồi dừng ở đó. Sau đó mới cho xe đi 1-2 mét xa rồi mới đi hết, di chuyển hết. Đi anh, đi đi. Tim đường mình bám sát vào tim đường nha, cứ tim đường bám sát ghẻ phải. Để cho nó qua. Tim đường cứ bám sát nha. Rồi bỏ con chậm lên, bỏ con từ từ lên. Rồi đánh lái đây. Rồi. Thôi nè, đầu xe bỏ con từ từ lên, trả từ từ lên nè, trả lái từ từ lên. Xe thẳng là trả hết lại. Rồi, đó, thấy không, ga lên đi. Số 3.
tạp con. Cứ đạp hết con vào vào bình thường chứ sao mà vào theo hình thức đó là vuông góc nha, chứ không đi xéo nha. Số 2 lên số 3 về số 0 chứ đi, rồi từ từ lên số 3. Đâu đi thẳng được. Đúp số luôn rồi. Không. Nha. Yeah. Phải đi theo hình thức đó là cái rãnh vuông góc người ta mà. Đâu đi theo hình thức con sĩ đi được, đi giống đâu đi theo con sĩ được. Sĩ đi xéo đúng không? Đâu đi được đâu. Thôi ghé lên. Rồi bám sát vào tim đường nè, bên phải là có xe nè. Ghé lên, giữ điều ghé nè, giữ điều 40. Đừng hạ ghé. Giữ điều 40 chứ đừng đạp thêm, cũng đừng hạ thả thêm. Rồi rẽ trái. Rồi về số 2 lại nè. Rồi. Từ từ đánh. Gấp vậy, xin trái, bỏ ghe, bỏ ghe, bỏ ghe. Xin trái đâu. Từ từ đánh chứ, chưa tới đường nữa đã đánh rồi. Thấy thấy quay đầu luôn. Rẽ trái chứ phải quay đầu. Chết rồi. Em cứ rẽ trái là mình rẽ trái, chứ khi nào quay đầu nó quay đầu chứ rẽ trái khác quay đầu mà. Từ từ đánh. Khi nào anh nhìn thấy con đường rồi nè, anh mới đánh đấy qua. Anh chưa nhìn thấy con đường là lỡ có xe ra làm sao? Nếu trường hợp nãy anh ôm mà có xe rẽ phải trong nãy đi ra thì sao? Giật lái. Giật lái sao được, giật lái. Thì thay vì như thế thì mình có công mình tránh không? Thì anh nhìn thấy con đường này, anh hãy đánh lái qua. Đó là cách rẽ trái của mình ha. Thì mình thấy con đường nghĩa là mình thấy dòng phương tiện đi ra rồi. Khi đó anh mới đánh lái qua đó. Cứ xi nhanh trước rồi đưa xe từ từ tiến thẳng lên. Khi nhìn thấy con đường rồi đánh lái qua. Đơn giản thôi. Rồi rẽ trái ở đây cho em nè. Rồi đưa lên, cứ đưa lên thẳng thôi. Rẽ con từ từ lên. Rẽ con xe đi đi. Rồi. Từ từ nè, từ từ đánh nè. Anh đưa ra nè, anh nhìn thấy con đường nè đúng không? Rồi anh đánh qua, đánh từ từ qua, bỏ con lên. Rồi, khi đấy anh nhìn thấy vạch tim đường nè. Anh bám sát cho vạch tim đường cho em. Rồi, ôm gấp quá anh gặp phương tiện nó rẽ phải thì rồi, sao? Rồi ra cắn gần cái mí tim đường lại bắt đầu mới... À, cứ đưa xe đi thẳng ra đi. Khi nào mình nhìn thấy luồng phương tiện xong rồi mình phải đánh lái. Không nhất thiết thì mình phải đánh lái chứ. Con vô. Bỏ ga đạp con rồi số 3. Chứ làm chi cho mệt vậy. Cứ bám sát vào tim được, dễ trái anh. Cứ dễ trái đi. Rồi ha, vừa rồi Nhân đã hướng dẫn xong cho một cái anh học bằng lái xe ô tô đó hạng B2 thực hành buổi 1 của mình ha, trên xe số sàn. Sau khoảng thời gian mình tập số ngồi xong, bắt đầu cho xe lăn bánh ha. Thì trong quá trình xe lăn bánh, chắc cả nhà mình cũng thấy là có nhiều xe, có một số trường hợp chết máy nè, một số trường hợp đánh vô lăng mà trả lại là chưa được có nhịp nhàng. Thì sau buổi ngày hôm nay thì Nhân muốn chia sẻ đến cả nhà mình về vấn đề mình buổi 1 khi anh chị đi học lái xe ô tô. Điều đầu tiên nhất là mình phải làm quen được cái chân con của mình ha, cảm nhận tốt chân con, đạp nhả con liên tục. Thì quy tắc của mình con là sao đây? Đạp mà đạp dứt khoát, nhưng mà khi nhả là nhả từ từ. Thứ hai là vấn đề sử dụng cái chân của mình ha, đặc biệt là cái chân phải. Mình điều khiển chân phanh và chân ga, là khi nào điểm ga thì mình mới di chuyển qua chân ga, chứ không tùy lúc nào mình cứ nằm ở chân ga mãi nha. Đặc biệt là khi gặp tình huống nguy hiểm nè, đến giao lộ ngã ba ngã tư nè, mình phải chủ động thu cái chân về chân phanh, tránh trường hợp nhầm giữa phanh và ga ha. Cái thứ ba là vấn đề vào số ha. Số của mình thì anh chị cứ vào một cách thoải mái và từ từ. Khi vào số nhớ đạp hết con
À, mà khi đạp hết con thì nhớ nhả chân ga. Tại hai ông đó là hai ông không chơi chung với nhau được. Nhà là bước đầu tiên mình cứ thông thả, muốn đạp con bỏ hết ga, đạp hết con vào vào số tương ứng nhá. Rồi thay đổi số trong quá trình di chuyển của mình đều phải đạp hết con nhá. Rồi trước khi mình dừng chuyển động, mình nghỉ đúng không, thì mình phải đạp hết con vào phanh. Và khi dừng xe lại thì sao đấy, bắt đầu là mình phải kéo phanh tay lên à, về số 0 kéo phanh tay, đó là điều hiển nhiên của mình để dừng đổ xe rồi à. Nhưng trong quá trình đó thì đặc biệt là cái vô lăng, anh chị muốn lái được mượt mà à, thì phải điều khiển được cái vô lăng à, mình phải làm chủ được chiếc xe của mình. Khi anh chị điều khiển xe, mình phải làm chủ được phương tiện của mình nha. Thì qua buổi hôm nay à, nhưng muốn chia sẻ một số điều cơ bản đó thôi. Tại đây chính là buổi 1 của mình thôi, mình sẽ không đòi hỏi nhiều à, lái tốt như thế nào đó, chỉ cần xử lý một số tình huống cơ bản khi di chuyển trên đường à, hạn chế nhất vấn đề chết máy nha. Rồi, cả nhà xem video à, nhớ thả like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em để mình nhận những video tiếp theo ha. Hẹn cả nhà vào buổi số 2 à, của anh học viên này, xem anh này di chuyển ngoài đường có khắc phục được một số trường hợp như em đã nói hay chưa. Rồi, chúc cả nhà mình lái xe an toàn.